buổi sáng tất cả các bạn. Video ngày hôm nay chúng ta bắt đầu ở tại một cái cửa hàng có tên là CC Sneaker. Và đây chính là một cái cửa hàng vệ sinh giày, dán đế và custom. Các bạn có thể thấy ở ngay sau lưng mình là một cái hoa khai trương mà mình đã gửi đến. Và ngoài cái việc ngày hôm nay mình là khách mời đặc biệt thì mình với lại Mạnh có một kế hoạch, đó chính là mình sẽ là nhân viên của CC Sneaker trong 24 tiếng. Do đó thì ngày hôm nay mình cũng là mọi người sẽ đến đây và trải nghiệm 24 tiếng làm nhân viên của một cửa hàng vệ sinh giày, dán đế và custom như thế nào nha mọi người. Let's go. Đây chính là cái khu vực nơi mà chúng ta sẽ cho phù hỏi là đây là cái nơi mà mình nhận đơn hàng của khách đúng không mọi người? Đúng không bạn? Đó chính là đồng nghiệp của mình đó mọi người. Tại vì ngày hôm nay mình phải là nhân viên ở tại đây. Do đó thì mình phải làm quen với lại từng khu vực ở trong cửa hàng CC Sneaker và đồng thời là cái menu của họ. Và đây là một cái menu mà họ đã in ra để khách có thể đọc được. Tại vì các bạn có thể thấy ở xung quanh chúng ta có rất là đông khách hàng vào ngày khai trương. Nhưng mà đây là một cái menu to hơn. Đầu tiên chúng ta có CC Cleaner. Vệ sinh giày sneaker là 100.000, vệ sinh giày da là 200.000. Tiếp theo đó là CC Repair, chúng ta có Repaint đế bảo hành 1 tháng 350.000. Tiếp theo đó là Custom. Đối với lại Custom thì chúng ta không có một cái giá nhất định, là tại vì còn tùy theo cái mẫu thiết kế của bạn. Và cuối cùng là CC Protect, chúng ta có dán đế và phủ nano đều bảo hành 1 tháng, và dán đế là 550.000 và phủ nano là 250.000. Và đây là những cái giá mà ngày hôm nay mình phải nhớ để mình có thể báo giá với lại khách hàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan cái phần còn lại của cửa hàng CC Sneaker nha mọi người. Và đây chính là cái khu vực làm việc của CC Sneaker. Và ngay sau khi mà chúng ta đi vào trong thang máy, tại vì ở đây được nằm ở trên lầu, do đó thì chúng ta phải đi lên lầu 2. Và ngay sau khi thang máy mở ra thì đây là khu vực mà họ làm việc. Chúng ta có custom, dán đế và vệ sinh giày. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy là có một bạn đang custom ở trên một cái đôi Adidas Superstar dưới một cái theme LV. Họ đã cắt ở trên một cái túi LV và đang đặt những cái miếng da này ở trên ba cái stripes. Và tiếp theo đó là một cái đôi Air Force One đã và đang được custom để ngày hôm nay mình và CC Sneaker có thể giveaway. Và cuối cùng là khu vực mà họ vệ sinh giày. Và ngay sau khi tất cả những cái đôi giày này được custom, dán đế và vệ sinh xong, sẽ được đặt ở ngay khu vực ở sau để khách có thể đến và nhận. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái khu vực nơi mà họ trưng bày Bear Bricks Craft Protect, cũng giống như là một cái xe máy đến từ Supreme. Đi đâu mọi người? Và đây chính là khu vực nơi mà họ trưng bày những cái chú Bear Bricks. Chúng ta có Star Wars Batman Babe. Và ngoài ra là một cái xe máy đến từ Supreme. Tiếp theo đó là những cái sản phẩm đến từ Craft Protect, mà họ sẽ dùng những cái sản phẩm này để vệ sinh giày ở tại CC Sneaker. Và cái công việc đầu tiên mình phải làm ngày hôm nay đó chính là custom. Mình và CC Sneaker ngày hôm nay sẽ giveaway 3 đôi giày, 2 đôi LV mà các bạn cũng đã thấy, và một đôi Air Force One mình sẽ custom. Do đó cái công việc đầu tiên ngày hôm nay ở tại CC Sneaker, chúng ta sẽ cùng nhau đi custom thôi mọi người. Let's go. Thì mình cũng đã gần custom xong một chiếc của cái đôi Air Force One này. Các bạn có thể thấy là mình đã custom những cái túi tiền cũng giống như là tờ tiền Make It Rain, một cái nhóm lửa ở đây, tên của mình, một cái dollar sign. Tiếp theo đó bên đây chúng ta có CC Sneaker 2020, một cái dấu Nike Swoosh đã được tháo ra rồi và mình đã tô đè lên, và mình ghi một cái chữ Nike ở đây, Unswoosh, một cái logo chữ F. Và ở đằng sau thì mình chỉ tô lại cái Nike Swoosh và Nike Air màu xanh và màu tím. Và đặc biệt là các bạn có thể thấy ở ngay cái phần mũi giày á, đúng ra mình lúc nãy đã vẽ một cái dấu Nike Swoosh, nhưng mà mình đã làm hư, do đó mình đã tô đen và mình đã ghi một cái chữ fail ở đây. Lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại và tiếp tục với lại chiếc bên phải, nhưng mà bây giờ chúng ta phải chắc là đi vệ sinh đi, rồi sau đó sẽ đi dán đế cái đôi giày này cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau vệ sinh ở trên một cái đôi Adidas Yeezy 350 V2 Pirate Black. Và đối với lại cái đôi này thì không có quá dơ mọi người. Đây chính là cái đôi Before, vẫn chưa được vệ sinh, cái phần đế vẫn còn rất là sạch, và đặc biệt là cái phần boost. Do đó thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vệ sinh cái phần đế, và sau đó sẽ đến cái phần upper vệ sinh đó mọi người. Và bây giờ thì mình cũng đã vệ sinh xong một cái chiếc ở bên trái của cái đôi Yeezy này. Đây là After và đây chính là Before. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái sự khác biệt của hai cái phần đế nha mọi người. Mình cũng vệ sinh khá là tốt đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đem cái chiếc bên trái này vào trong và phơi khô. Cái chiếc còn lại mình
sẽ vệ sinh ngay bây giờ và sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau và tiếp tục custom trên cái đôi Air Force One nha. Lát nữa gặp lại mọi người. Và ở đầu cái video này các bạn cũng đã thấy là mình đã xử lý cái đôi giày này với lại acetone trước khi mà chúng ta custom. Và bây giờ thì mình đã custom xong cái chiếc ở bên trái và cái bước cuối cùng chúng ta phải phủ một cái lớp bảo vệ. Bắt đầu thôi mọi người. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thiện được cái đôi Air Force One này. Và đối với lại cái chiếc bên phải thì mình đã có những cái họa tiết giống như là donut, một cái swoosh màu hồng đen, good vibes only, 21/12/2019 Sài Gòn, Fable Fam, Famo và do not resell. Và cái bước cuối cùng chúng ta cần phải làm đó chính là dán đế. Bắt đầu thôi mọi người. Mình cũng đã hoàn thành hết tất cả công việc ở tại CC Sneaker, từ custom, vệ sinh cho đến dán đế. Cái video này vẫn chưa kết thúc đâu mọi người. Chúng ta còn đợi một khách mời đặc biệt nữa. Trong khoảng thời gian này, mời các bạn enjoy những gì diễn ra từ bây giờ cho đến hết cái ngày khai trương. Lát nữa gặp lại mọi người. Đó chính là một ngày mình làm nhân viên ở tại cửa hàng CC Sneaker. Và chắc cái thời điểm này các bạn cũng biết khách mời đặc biệt đó chính là ai. Đó chính là anh Binzy. Và ngoài ra ngày hôm nay chúng ta đã có 3 bạn may mắn thắng cuộc cho cái đợt giveaway lần này. Và chắc là bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mình hy vọng các bạn enjoy cái video này. Và nếu các bạn thích cái video này thì hãy để lại một dấu like nè. Kế bên cái dấu like có dấu subscribe, smash dấu subscribe đó luôn. Và kế bên cái dấu subscribe với chuông nhỏ nhỏ các bạn biết rồi đó. Hãy nhớ vào chuông đó để nhờ notification từ YouTube. Mỗi lần mình up video mới lên, một lần nữa mình là Phong Nguyễn. Và đó chính là một ngày làm nhân viên ở tại CC Sneaker. Hẹn lại bạn trong những video tiếp theo. Peace out.